mến. Chương trình được liên tục đến bài Tế Chiến Sĩ Trận Vong ở Vườn Thơm. Bài giảng này Đức Thầy viết tại Quế Hoa ngày 1 tháng 10 năm Bính Tuất. Nam Mô A Di Đà Phật. Trên linh tòa trầm nghi ngút, tất lòng thành cầu chúc vong linh. Xa trường hội các sĩ binh, Vườn Thơm tuyết mang tiếng mình. Chỉ hy sinh nhắc nhở mai sau, sống không hổ kiếp anh hào, không ham tiền bạc sang giàu cá nhân. Thân chiến sĩ vì dân, vì nước, vì tự do, hạnh phúc đồng bào. Bao nài nguy hiểm gian lao, một năm kháng chiến ra vào chống bom đạn thép không phai tâm ý, súng gom rền nung chí hùng anh. Quý đem xương máu hy sinh, hy sinh cứu nước rằng thù giặc pháp làm người phải ơi trả trừ tham quân bởi quá ngang tàn. Nước mất đâu dễ ơi ngồi ăn, mượn gươm lê lý dẹp tan quân thù. Ngày hôm ấy tàn thủ sương đường, quân pháp đem lực lượng tấn công, máy bay tàu thủy ơi súng đồng, lục quân cơ khí quyết lòng hại dân. Chúng gặp phải liên quân anh dùng hạ phi cơ, tốt súng lấy bơm quanh tàu dây chặt mấy vòng, cả kinh giặc pháp phục tòng rút lui. Phận rủi ro
riêng xuôi màn bạc khiến anh hùng cởi hạt xa bay. Nước non đang thiếu anh tài, tử thần giỏi cướp đưa ngay châu trời. Hồng tử sĩ nghe lời than tiếc, chờ tham quân tận diệt xâm lăng. Nam binh sắc ta khí ở đằng đằng, thề nguyện thành lũy đạp mê bằng mới thôi. Kẻ chết đã yên rồi một kiếp, người sống còn tai tiếp đôi gương. Lòng thành thấp ơi một tuần hương, giải hồn liệt sĩ bốn phương tự về. Nơi làng dân cam bề đơn giản lệ món này, trước án bài ra đàng.